câu chuyện chương trình từ sáng đến giờ. Khi đoàn xe chúng tôi đi từ Sài Gòn lên thì chúng tôi liên tục bị theo dõi, và trong các ngã đường thành phố cứ góc nào cũng có những người theo dõi và họ thay ca để bám vào chúng tôi. Nhưng khi đến đường cao tốc thì vì họ thân đuổi chúng tôi bằng xe Honda nên họ đã bị những người chuyên môn bảo vệ đường đã không cho phép, nên hành trình đi ở đường quốc lộ của chúng tôi khá an toàn. Nhưng họ đã đi vòng đường khác để đến Long An, và khi chúng tôi đến Long An thì họ lại tiếp tục phối hợp với an ninh của Long An để theo dõi chúng tôi. Phiên tòa mà ngày hôm nay chúng tôi vừa tham dự gần xong, bởi vì chúng tôi phải rời nơi đó vào buổi trưa. Thì vào buổi trưa nay khi chúng tôi dùng cơm trưa với bà Nguyễn Thị Nhung là mẹ của Phương Uyên cùng với bố, với cậu và em trai của mình, và bà Nguyễn Thị Kim Liên mẹ của Đinh Nguyên Kha cùng bố Kha, anh của Kha và chị của Kha. Sau đây chúng tôi muốn mời quý vị nghe trực tiếp họ tường trình với quý vị về nội dung của phiên tòa. Tích cực để thể hiện lòng yêu nước. Mà nếu như hôm nay quan tòa góp
đội giờ Phương Yên làm một cái điều làm cho Phương Yên không cam tâm và dẫn đến rất nhiều sinh viên nói chung là tuổi trẻ của đất nước sẽ cảm thấy sợ hãi, lo sợ và không dám nghĩ đến chủ quyền đất nước cũng như là không dám quan tâm đến vấn đề chính trị của đất nước. Đó là điều Phương Yên nói, và nếu như Phương Yên bị kết án tù thì Phương Yên không cam tâm. Theo dự kiến của người giữ quyền công tố hôm nay là ông Huỳnh Văn Hòn, thì ông này đề nghị cái mức án đối với Đinh Nguyên Khang là từ 8 đến 10 năm và đối với sinh viên Nguyễn Phương Yên là từ 5 đến 7 năm. Đề xuất cái mức án của công tố viên Huỳnh Văn Hòn đó hoàn toàn là vô lý và không có một cái căn cứ nào để buộc tội để mà cái đáng. Quý vị vừa nghe những trình bày của hai bà mẹ, bà Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của sinh viên Đinh Nguyên Kha và bà Nguyễn Thị Nhung mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Cả hai bà rất xúc động và hãnh diện về con của mình. Đây nó là một điều mà làm cho tất cả chúng ta cảm thấy được nâng đỡ, bởi vì đất nước chúng ta có những người trẻ dám dấn thân. Khi tham dự phiên tòa, tôi có ba nhận xét. Nhận xét thứ nhất, tôi nhận thấy rằng là ngoài những người thân yêu của gia đình Kha khoảng được 3 người và gia đình của Phương Yên cũng 4 người, thì rất đông những người khác là những người dân. Họ biết đến Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Yên qua hệ thống truyền thông Internet của báo Lệ Dân. Họ đến với một lòng thành, đến một cái sự chia sẻ nâng đỡ. Đây là cái tình người Việt của chúng ta dành cho nhau. Và đây là một cái điều đặc biệt để nói rằng cái người dân trong nước bắt đầu thoát ra khỏi sợ hãi những đe dọa phi pháp của nhà cầm quyền mà trước đây họ vẫn rất sợ. Cái điều thứ hai mà làm cho tôi quan tâm đó là cái cách tổ chức tòa án vẫn bộc lộ đầy dẫy những sự đe dọa, theo dõi, rình mò và ngăn cản của an ninh, không khác gì phiên tòa đã xảy ra ở Sài Gòn đối với các nhà báo câu lạc bộ tự do, câu lạc bộ nhà báo tự do và hai nhạc sĩ Việt Khang và Trường Vũ Anh Bình. Cái điều này làm cho chúng ta thấy rằng là cái nền tư pháp Việt Nam có vấn đề, một vết nhơ lắm không có tẩy được. Bởi vì đây là một phiên tòa công khai thì ai cũng có thể vào được, và người ta còn dùng cái phiên tòa công khai để giáo dục pháp luật cho công dân. Ấy vậy mà lại ngăn cản, cấm cản, không cho công dân vào để tham dự.
chứng tỏ rằng trong phiên tòa nó có những gì khuất tất của cả tòa án lẫn công an và lẫn viện kiểm sát. Và nhận xét thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người đó là sự ngạc nhiên thực sự của cá nhân tôi khi nghe bà mẹ nói về những phản biện của Đinh Nguyên Kha trước tòa. Đinh Nguyên Kha bảo rằng tôi trước sau là người yêu nước, trước sau là người yêu dân tộc, và nếu có chống thì tôi chỉ có chống đảng thôi chứ không cho hề chống dân tộc tôi. Mà chống đảng thì không có tội. Đinh Nguyên Kha khi được hỏi là nhưng mà bây giờ thì biết có tội không, thì Đinh Nguyên Kha trả lời rất khôn ngoan và rất chính xác. Đọc bản cáo trạng thì biết đó là tội, nhưng mà từ trước đến giờ là không biết đó là tội, bởi vì không có một cái luật pháp nào quy định đó là tội cả. Còn đối với Phương Uyên thì Phương Uyên thật tuyệt vời. Phương Uyên biết được cái giá trị của người trẻ mình, và Phương biết rằng người trẻ đã đến lúc phải nắm cái vận mệnh của quốc gia, vận mệnh của dân tộc để ngẩng cao đầu và bắt đầu hành động, chứ không còn đợi người ta phải cho mình cái này bố thí cái kia. Và Phương Uyên sẵn sàng thách thức với một cái tòa án mà đã được nhiều người dự đoán trước là bất công. Xin kính chúc hai bạn trẻ của chúng ta tiếp tục chân cứng đá mềm để đi hết con đường lý tưởng của mình, và mọi người chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Câu chuyện tường trình về phiên tòa của Nguyễn Phương Uyên và Nguyên Kha tại Long An đến đây kết thúc. Xin hẹn lại quý vị vào những tường trình kế tiếp. Vào lúc 4:30, phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã kết thúc trong sự căng thẳng của các thẩm phán và của mọi người tham dự, với một bản án nặng nề cho hai sinh viên yêu nước. Đinh Nguyên Kha 8 năm tù giam và 3 năm quản chế, cộng thêm với 2 năm bản án trước đây mà Đinh Nguyên Kha đã bị bắt nhưng vì chưa đến tuổi thành niên để thi hành án, nay bị cộng dồn. Như vậy Đinh Nguyên Kha sẽ phải ở trong tù 10 năm và sau đó 3 năm quản chế. Cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị xử 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Đây là một bản án thách thức những người trẻ Việt Nam của nước. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự đặc biệt từ Việt Nam. Thế giới đồng loạt lên tin tức về việc Hà Nội bỏ tù hai sinh viên yêu nước. Trong một phiên tòa vội vã đầy ô nhục như là những phiên tòa khác mà chế độ ngụy quyền Cộng sản Việt Nam xử những người yêu nước, hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Đinh Nguyên Kha đã bị kêu một bức án thật nặng cho việc kêu gọi người dân Việt Nam hãy đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Cộng. Nguyễn Phương Uyên đã bị kêu 6 năm tù với 3 năm quản chế, còn Đinh Nguyên Kha thì kêu 8 năm tù với 3 năm quản chế. Dù được gọi là tòa sự công khai nhưng tất cả những ai đến gần đều bị xua đuổi, bị an ninh nhận dạng để sách nhiễu, ngay cả thân phụ của Phương Uyên cũng không được vào tòa. Công an dày đặc và ngăn chặn báo giới quốc tế. Được biết nhân viên tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn cũng bị chặn lại khi trên đường đến dự phiên tòa này. Lời nói sau cùng của hai sinh viên trước tòa Cộng sản Việt Nam là đã làm chấn động mọi người. Phương Uyên đã nói và làm cho cả phòng xử án bàng hoàng và không khí trùng xuống. Đứng trước vành móng ngựa của Cộng sản để nói lời sau cùng thì Phương Uyên đã dũng cảm tuyên bố nguyên văn như sau: "Tôi là sinh viên yêu nước. Nếu như phiên tòa ngày hôm nay kết tội tôi thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không can tâm." Còn lời phát biểu của Đinh Nguyên Kha như trái bom nổ giữa tòa, hết sức đanh thép và nguyên văn: "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc. Tôi không hề chống lại dân tộc tôi chỉ chống Đảng Cộng sản, mà chống Đảng thì không phải là tội." Theo mô tả của những người có mặt thì toàn bộ nhân viên tòa án của chế độ đã im lặng và cúi mặt trước những phát biểu của các sinh viên này. Sức mạnh của giới trẻ và lý tưởng của họ đã làm cho thế đứng của chế độ trở nên hèn mạt và cùng cực hơn bao giờ hết. Nhiều người dân ở tỉnh Long An cũng như là ở các thành phố khác đã kéo đến dự phiên tòa bày tỏ sự ủng hộ với hai người bạn trẻ này, nhưng đều bị chặn lại. Thậm chí nhiều người đã bị an ninh mật vụ bắt đi, tịch thu túi sách, điện thoại, tiền bạc, không nói lý do.
Thưa quý vị, hầu như là ai cũng bất ngờ trước tinh thần mạnh mẽ của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Đặc biệt là Kha đã mở ra một con đường mới đấu tranh cho rất nhiều người trong nước khi tuyên bố thẳng rằng yêu Tổ quốc không có nghĩa là phải chấp nhận sự tồn tại của chế độ của Cộng sản trên quê hương mình. Điều này không mới ở những ai.